Underneath the city lights, there is a world few know about, where rules don't apply, no, and you can't keep a good girl down. She comes through the club looking for a good time. Gonna make that shake, that money on a dime. Don't be a sugar daddy, she can work it just fine. Up on the table, she'll be dancing, yeah, all night. All night. Baby, now just comes alive. Wild. Under the spotlight. Wild. All the girls wanna fall in line. We say, hey. Here come the ladies, about to give a little show. Hey. Here go the boys, they're gonna show a little more. More. Okay, girls, let's show them how it's done. It ain't over till we say, and we've only just begun. Let me hear you say, yeah. Wow, thưa quý vị, không thể tin được rằng Diễm My thường xuất hiện trong những vai diễn của mình trên màn ảnh, nhưng ngày hôm nay đã thể hiện những bước nhảy vô cùng sôi nổi và ấn tượng của mình trong phần mở đầu. Quý vị hãy tưởng tượng bước vào trong một quán bar, gặp một cô gái xinh đẹp và kiêu kỳ, liệu quý vị có bị thu hút hồn hay không? Chàng trai của chúng ta bị 4 cô thu hút, nhưng chắc chắn bông hoa đẹp nhất khiến anh ấy phải liều siêu lòng và mời cô ấy một điệu nhảy. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với một câu chuyện tiếp theo. Ở câu chuyện này vẫn là thể hiện bằng âm nhạc, và chúng ta sẽ cùng đến với một tiết mục nhảy trai đầy mạnh mẽ và lôi cuốn trên sân khấu với ca khúc Run Away Baby. Và với ca khúc này, mời quý vị hãy cùng đến với phần thể hiện của mã số 03, Tim và Vicky. Charges slowly take up. I'm their violence, conflict, silence. Who are we? Music breaker.
Lại thêm một câu chuyện nữa bằng âm nhạc được thể hiện bằng những điệu nhảy thật sôi nổi, dứt khoát của ca sĩ Tim trên sân khấu. Wow, tôi không tin được rằng mới một phần mở đầu thôi mà không khí của nhà thi đấu của chúng tôi đã nóng lên gần 100 độ thưa quý vị. Và ngay bây giờ sẽ là phần thi mới nhất của họ trong năm 2014 này. Đó chính là phần đối đầu giữa hai cặp đôi. Họ sẽ có một phút trong phần thể hiện đối đầu này. Và một lần nữa, hãy chào đón sự quay trở lại của Diễm My, Costa và Team Vicky. Thời gian bắt đầu. Push me harder. Don't fight.